bà thấy rồi hả trời ơi. Bạn đó nó lắp chóc quá, không có được. Bạn đó quậy quá, không có được bình thường ha. Thôi con tránh bạn ra đi. Mấy bạn tới thì tránh ra nha. Chú bảo vệ bắt đó. Chú bảo vệ đang nhìn nãy giờ đó. Mẹ ơi, giờ con khát nước quá. Rồi đi mua nước nha, đợi mẹ. Trời, không có người lạ là vô được đâu. Mẹ đi mua đi mẹ. Đợi mẹ xíu. Chó sói đây. Nhắm mắt đi, ôm cột ngủ nhắm mắt đi. Gì vậy, nhìn vậy?